anh Đức đâu ạ? Xin mời anh Đức. Và đây nữa là cái người sát cánh Vio Kili trong việc chống đối Nguyễn Minh Chiết, Phát Văn Giải. Chúng tôi xin giao máy lại cho anh Tùng. Và kính thưa quý vị, dân tộc Việt Nam của chúng ta vẫn có tiếng là trọng khách, cho nên là những vị khách ở xa tới chúng ta rất là cảm ơn. Và ông Kelly cũng muốn là được phát biểu trước quý vị. Quý vị có đồng ý như vậy không ạ? Mr. Kelly, you can speak something. Thank you very much. I apologize for getting here a little bit late. Just gave an interview on SBTN that you'll do on Thursday. And what it involves is I came here from New York for one reason. Free for the Lee, free the Vietnamese people from oppression and communism. I'm going to make this quick. We need to go back in time to find out why we got to this point. How did the United States government wind up supporting a brutal communist Viet Cong regime in Vietnam? How did that happen? I can tell you how. Back in 1995, we normalized relations. Everybody blames Clinton because he's a Democrat, he was the president, and everybody blames John Kerry. Two liberal Democrats that were pushing for this, and they were the ones that were the instrument of it. But the one person that people don't even know about or talk about, the one person who recruited the Republican Party, because you remember, Clinton could never have normalized relations without the Republicans supporting him. If the Republicans are going to criticize him, Clinton could never have normalized relations. The man that convinced the Republicans to go along with normalizing relations is Senator John McCain. I have now renamed him Viet Cong McCain. No one is a better friend to the Viet Cong than John McCain. And 2 years ago, when I tossed the wine at Kai and at McCain, McCain was at that banquet 2 years ago, introducing Kai as his friend. And I tossed that wine at Kai and I called him a killer and a murderer and his government, the Vietnamese people. And I turned around to McCain and I called him a traitor. The American people that was from that time. John McCain is no friend of the free democratic people of Vietnam. The people who want freedom and democracy, he is not their friend. I come here also to please ask you. Yesterday we had a fundraiser, the Free Father League. And by the way, Mr. Duke Tran here, my reputation is to get past Secret Service. Well, he got me past Secret Service 3 weeks ago when the Viet Cong president of Vietnam visited New York. They had a luncheon for him, and he got up to the podium. I got up, and in front of him I said, free Father Lee, free the Vietnamese people, free the American POWs you're holding, and one last time, because I don't think he heard me the first time, I looked in his face and I yelled at him, free Father Lee. If anybody wants to talk to me, and then by the way, I ask you to visit my website, www.VietnamVeteransAgainstJohnMcCain. And if you visit that website, please read through on the homepage. It'll give everything you want to know about McCain. And please donate money so that we can expose McCain to the phony and the fraud that he is. Thank you. Thank you. Đa số quý vị cũng hiểu những gì mà ông Kili mới phát biểu, nhưng mà đây là ý kiến riêng của ông Kili chứ không phải ý kiến của cộng đồng chúng ta về ứng cử viên John McCain. Chúng tôi vẫn xin đính chính lại cái chuyện đó để tránh cái sự hiểu lầm trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, phần tường trình kết quả
những cuộc đấu tranh chống Nguyễn Minh Chiết đã chấm dứt. Và bây giờ chúng tôi xin sang mục thứ hai, đó là vấn đề thuyết trình những đề mục chính ở trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Trước hết chúng tôi xin mời Tiến sĩ Phạm Kim Long. Ông sẽ trình bày về hành động phản bội của Nguyễn Cao Kỳ và những tên Việt gian làm tay sai cho Việt Cộng đã tổ chức và tham dự tiệc tiếp Nguyễn Minh Chiết. Xin cảm ơn anh Tùng và kính thưa những quý vị lãnh đạo hay các tôn giáo, kính thưa quý vị trưởng thừa, kính thưa quý đồng hương. Ngày hôm nay Liên ủy ban chúng tôi mời quý vị đến đây để chúng tôi có dịp được nghe ý kiến của quý vị. Cho nên chúng tôi xin phép được trình bày một cách rất là tóm tắt. Kính thưa quý vị, từ trước đến nay trong cộng đồng chúng ta vẫn nói về Việt gian, nhưng mà chúng ta không biết Việt gian là ai. Có một số chúng ta đoán Việt gian là cái người ABC hay người nào đó, nhưng chúng ta chưa biết. Nhân dịp Nguyễn Minh Chiết sang đây, đây là cái cơ hội mà chúng ta đã có để chúng ta biết được bộ mặt thật của những người Việt gian, những kẻ mà ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Những người Việt gian mà chúng ta nhắc tới sau cái chuyến thăm của Nguyễn Minh Chiết thì có lẽ quý vị cũng có nghe về, ta đều không ngạc nhiên gì về Nguyễn Cao Kỳ cả, và có lẽ chúng ta đã quá chán khi nghe đến tên Nguyễn Cao Kỳ. Cảm ơn quý vị. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không nói tới những cái hành động phản quốc, phản quân đội của Nguyễn Cao Kỳ mới đây, thì có lẽ cái dư luận chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ cũng như là báo chí sẽ cho là chúng ta đồng ý với Nguyễn Cao Kỳ. Do đó chúng ta có bổn phận, chúng ta phải lên tiếng để cho dư luận ở Hoa Kỳ biết là chúng ta, người tị nạn cộng sản, hoàn toàn không đồng ý với Nguyễn Cao Kỳ. Kính thưa quý đồng hương, nếu mà chúng ta để ý nghe cái buổi thuyết trình của tiến sĩ Lê Minh Nguyên mới đây, khi mà anh Lê Nguyên được Tổng thống Bush mời tới Tòa Bạch Ốc để mà thuyết trình về cuộc viếng thăm của Nguyễn Minh Chiết, thì tiến sĩ Lê Minh Nguyên có nói với chúng ta là Tổng thống Bush có chia sẻ với cái nhóm thân hữu của anh Nguyên là cái việc cộng đồng chúng ta chống biểu tình, chống Nguyễn Minh Chiết ở khắp mọi nơi đã gây ra một cái tiếng vang rất lớn, không phải là với chính phủ Hoa Kỳ không, với cả Quốc hội Hoa Kỳ. Thưa quý vị, thêm một điều nữa, Tổng thống Bush cũng có nói với lại phái đoàn đó là cái nhu cầu tranh đấu cho nhân quyền và tranh đấu cho tự do tôn giáo ở Việt Nam của chúng ta, chúng ta lucky hơn những cái nhu cầu của chính Tổng thống Bush rất nhiều. Vì thí dụ cái nhu cầu, cái issue, cái đề tài mà chiến tranh Iraq của ông chỉ được chính phủ hỗ trợ, trong khi đó lập pháp họ không hỗ trợ tí nào cả. Còn cái nhu cầu mà tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam của chúng ta được cả hành pháp lẫn lập pháp ở Hoa Kỳ hỗ trợ. Thưa quý vị, đây là một cái dịp để chúng ta về chia sẻ với những người thân hữu, những người ruột thịt của chúng ta. Có một số đồng hương của chúng ta đã không có để ý tới cái việc mà chống cộng, chúng ta không có để ý tới cái việc mà chống lại Việt gian, chúng ta cho là không có mở thì chợ vẫn đông. Nhưng mà thưa quý vị, không phải như vậy. Cái việc biểu tình chống Nguyễn Minh Chiết, chống chuyến viếng thăm của Nguyễn Minh Chiết trong tháng vừa qua đã chứng tỏ điều đó. Chúng ta đồng ý là cái việc, cái chính sách của chính phủ Hoa Kỳ là để hỗ trợ cho tư bản của Hoa Kỳ làm ăn ở Việt Nam. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đưa lên cái tiếng nói của cộng đồng chúng ta, thì cái tiếng nói của cộng đồng chúng ta cũng sẽ được chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ, họ, chúng ta sống ở bên này, chúng ta có một cuộc sống đầy đủ, chúng ta có tất cả mọi thứ từ vật chất đến tinh thần được tương đối bảo đảm, chúng ta không cần những cái nhu cầu đó. Nhưng mà đồng bào ruột thịt của chúng ta cần, họ không có tiếng nói, và chúng ta có bổn phận, chúng ta phải lên tiếng để mà nói dùng cho 85 triệu đồng bào ruột thịt của chúng ta trong nước.